Chào anh Lâm Văn Hà. Ơi, chào chào anh, chào hết quý vị ở dưới nhân đàn. Thấy cái anh khách mời nãy xuống đó, anh nói có cũng có nhiều cái đúng và cũng có nhiều cái sai. Thì ở đây á, thì cái đúng cái sai gì á, thì để cho những anh chị em trong nước và ngoài nước để mà họ có cái sự nhận xét cái đúng nó chỗ nào mà cái sai nó chỗ nào. Lâm Hà chào lại hết quý vị ở dưới nhân đàn nha. Thì anh có một cái sai cái chỗ này là anh nói cái vụ mà cái Covid mà ở bên Mỹ mà chữa mà trị cho hết bệnh đó là chính phủ Mỹ phải lấy tiền này kia nọ, là cái đó là không có đâu anh. Anh Cái cứ này chia sẻ, đúng anh cứ chia là sẻ. mình cho đúng, sai là mình cho sai. Cái này là cái đất nước nào cũng vậy hết, không có ai lấy tiền cái vụ mà dịch bệnh Covid-19 này cả, không ai lấy. Anh nói cái đó là Lâm Hà không có công nhận cái đó. Không, Còn nói cái anh Lâm Văn Hà, em bổ sung vài cho nó khách quan và rõ ràng nè. Tức là cái bạn khách mời vừa rồi đó nha, tức là bạn căn cứ trên những cái thông tin, mà những cái tờ báo đài và thậm chí là của trong nước và của cả cả bên Mỹ nữa, tức là trích dẫn lại những tờ báo bên Mỹ đưa ra những cái tên, những nhân vật rất là cụ thể với cái số bill, số tiền gì đó, thì đó thì rất mong anh Hà, nếu biết về cái chuyện này, anh Hà có thể giải thích rõ. Dạ em hiểu. Tại vì nói chung là những cái tờ báo đó cánh tả bên này nó chẳng hạn như là nó bưng bô cho cái thằng Joe Biden đó, nó mới dàn dựng lên thôi, chứ thật sự là không có đúng đâu các anh à. Cái nào đúng mình cho đúng và cái nào sai là cho mình cho sai. Còn cái chuyện mình sai lại cái câu chuyện mà cái vụ mà nói là xuyên tạc này cái nọ đó, và cái đất nước nào cũng vậy đó. Không có cái đất nước nào, không có chính phủ nào mà họ xúi người dân đi làm bậy cả. Cái Đúng rồi. đó là do con người của mình làm ra cái chuyện tồi bại thôi. Không có ông đảng, ông chính phủ trên thế giới này, không có ông chính phủ nào mà xúi người dân làm ba cái chuyện tồi bại cả, Đúng rồi, do đúng cái rồi. con người mà nó tạo ra Đó, đồng ý với anh đó. điểm Và này. cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, tôi nói với chị em nè, nghe cái chỗ này nè, tôi chia sẻ cái góc độ nè. Bây giờ điển hình như tôi lấy ra Chào Huy. hai cái chiếc xe, ok, tôi lấy ra hai cái chiếc xe, một chiếc xe Ford là 588, thấy không? Rồi một chiếc xe Ford 2022, thì quý chị em nghĩ đi, năm 1988 cái bộ tùng nó còn cái gì nữa, nó cũng phải rơ hết rồi, nó cũng phải hư hao hết rồi. Làm sao mình so sánh được cái chiếc xe Ford mà 2022 này, đúng không? Là cái điển hình cho tôi nói bây giờ là cái đám mà gọi là tự xưng mà chống cộng cực đoan ở bên đây đó, dần dần á nó thối nát hết rồi. Đó là tôi nói thẳng luôn, nó thối nát thật sự ở trên cái cộng đồng mạng này á. Thật sự có một thời gian tôi làm một cái sự mà sai lầm sai trái của tôi, ngày hôm nay mà tại sao tôi phải nhận thức được ra cái sai cái trái của mình phải dừng, mình chứng minh cái chỗ này nè. Ở trên cái cộng đồng mạng này, tôi nói thẳng những cái thành phần mà ở bên hội ngồi này, họ lên đây là mục đích gì? Mục đích họ chụp mũ vô khống xúi dại để làm gì? Để tạo cái cơ sở cho họ họ có một cái đồng tiền để nuôi bản thân của họ thôi. Những cái thành phần con người đó họ họ không có làm ăn gì hết đó. Thấy không? Họ họ xúi người ta để làm gì? Để họ có cái đồng tiền qua cái vụ mà YouTube. Đó là tôi nói thẳng luôn. Chứ còn họ không có đàng hoàng. Họ không có đàng hoàng cái chỗ nào cả. Tôi khuyên Không có lý tưởng gì đúng không anh? khuyên Không có lý các tưởng là con không có mục đúng rồi, đích gì, không có không có ý lý tưởng, tưởng lý cháu gì đúng đúng không? đúng chính xác. Tôi có một điều tôi khuyên các anh các chị, nhất là bà con ở trong quê nhà, đừng chơi nền nghe những cái thành phần ở bên hội ngồi này. Tôi nói thẳng, tôi không có ngại gì hết, mình nghe là mình chết thôi, đừng có nghe. Gia đình mình có sự hạnh phúc, mình có một mái ấm gia đình, mình ráng mình giữ đi. Không có thằng nào con nào mà xúi mình được cả, do mình đi theo để mình nghe lời nó, cái vụ ngon ngọt ngoan ngoãn đó, rồi cuối cùng ai là người chết? Chính là bản thân của các anh các chị. Còn ở bên hội ngoại này tụi nó không có làm gì hết, tối ngày nó ra rã lỡ mà nó kiếm ba cách để mà lên cái cộng đồng mạng này thôi, chứ thật sự nó tụi nó không có làm gì được.
không? Nó chơi bay rồi nó xúi dậy rồi nó kích động, nó nói đảng cộng sản là bán nước hại dân, đem biển đem bà đảo bán. Tôi nói thiệt xin lỗi với chị em ha, ông là cộng sản đâu mà bán, không ông cộng sản đâu bán cả. Mấy ông có bán đi chăng mà ông phải nhìn lại người dân, nếu mấy ông bán người dân ngồi yên à. Nhưng mà cái lối của cái tụi mà tự xưng tự cho mình là chống cộng cực đoan ở đây, họ xúi lên họ kiếm chuyện đó. Rồi họ kiếm ba cái đồng tiền cắt lẻ ở bên đây nè, qua cái chuyện mà gọi là YouTube, đúng không? Đó điển hình như tôi nói là vừa cái thằng đào muôn đi bao nhiêu năm trời làm gì được chưa, đảng Việt Tân làm gì được chưa. Rồi còn cái ba cái đám lẻ tẻ ở đây họ không có làm gì được đâu. Tin tôi đi, dần dần á người ta Dạ cũng là chạy thế này nè anh Hà nè, không thế có này cái anh gì Hà nè, trước tiên về đó. trước tiên về em rất đồng tình với anh về vấn đề là những thành phần gọi là lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng á, và họ tự xưng là họ chống cộng cực đoan á, thì họ chỉ là những thành phần là vì tiền vì cá nhân, ok em rất đồng ý. Để quay lại câu chuyện đó thì em xin hỏi anh thế này, tức là cái câu chuyện mà hồi nãy khách mời vừa rồi chia sẻ đó về cái chuyện mà những công dân Mỹ mà có những cái tờ bill đó, thì đối với anh đó là tin giả hay đối với anh đó là vì một cái lý do nào đó, mà tức là anh có thể giải thích rõ hơn không? Một là tin giả, hai là có nhưng mà họ vì cái này vì cái kia đâm ra nó có cái số tiền đó, nó có cái bill đó. Tức là ở đây tức là cái điều em quan tâm á, là mình muốn đi rõ ràng cái vấn đề này. Anh Hà hình dung được không? Thì theo như cái bản thân của Lâm Hà nghĩ á, là chắc chắn 100% là cái tin này là tin giả thôi, chứ thật sự không có đâu quý chị em. Đó là mình nói thật, cái tin giả nó đưa lên để làm gì, để nó kiếm tiền qua cái YouTube ấy thôi, chứ không có đâu. Không không. Thật sự tôi nói á Không, quý bởi chị em. vì bởi 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 vì không thế này anh Lâm Hà nè, ví dụ cái đó là không phải là từ YouTube đưa lên, cái đó không phải là từ YouTube, tức là từ những tờ báo là có thể em ý em nói là tờ báo ở Em trong hiểu nước, đúng họ rồi, trích dẫn đúng lại rồi. của những tờ báo ở bên Mỹ hay ở bên cái nước nào đó, họ trích dẫn lại, họ đưa tin lại, là những từ Cái những đó là nguồn báo cái đó, chứ không phải là tôi tụi nói tụi YouTube, là cái đó là báo chứ tin giả tụi nữa. YouTube thì đối với em thì nó không có giá trị. Đúng rồi, cái bởi vì hồi nãy anh nói anh đó là ngay lúc đầu rồi, anh nói cái tin đó là tin giật gân, cái tin báo lá cải bên này, cái đám súc vật ở bên này đó, nó bưng bô cho cái thằng Joe Biden thôi. Cho cái đó không có đúng. Bây giờ tôi hỏi anh, những cái tin báo Ok, lậu cực đoan đó nè, cái này em góp ý với anh Hà nè, anh Hà, cái này anh Hà, cái này em góp ý với anh nè. Thực ra là cái việc của anh thế này thì em rất quý, nhưng mà em góp ý với anh này, cái này góp ý thôi nha. Còn anh tiếp thu hay không thì vẫn là quyền cá nhân của anh. Tức là em thừa biết anh là có thể là thích ông này hoặc là không thích ông kia, đó là quyền cá nhân của anh đúng không ạ? Nhưng mà ở đây em chỉ góp ý với anh là chúng ta dùng từ ngữ cho nó, tức là sao nó phù hợp chút xíu đúng không? Dù gì thì người ta cũng là một tổng thống đúng không ạ? Hiện tại bây giờ muốn hay không muốn, muốn hay không muốn thì ông ta vẫn là tổng thống Mỹ. Cho nên mình dùng cái từ thằng này thằng kia thì nghe nó hơi kỳ, nó hơi kỳ. Thì đó em chỉ góp ý với anh vậy thôi, còn anh có tiếp thu hay không thì vẫn là quyền của anh nha. Ok, em cũng nhắc là anh cho anh say lại cái chỗ này. Thật sự ở ở bên đây á, là mỗi con người chúng ta ai cũng có quyền, mình muốn phát biểu, mình muốn kêu ai như thế nào đó là quyền của mình, khi mà mình xâm phạm tới luật pháp là ok thôi. Ok, còn ở đây là em cũng nói thẳng trăm trăm biết cái chỗ này với anh chị em đã theo dõi. Ở đây em không có theo ai cả, có cả ông Trump hay là ông Joe Biden. Ok, em không theo ông nào cả, nhưng ông nào lên coi như là làm sao mà có quyền lợi cho bản thân cá nhân em là ok thôi. Em không cần biết là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ. Điển hình như bây giờ ông Trump á, ông Trump ông lên, ông làm 4 năm vừa qua, cái gì cũng xuống hết. Thậm tội anh biết coi như xăng lúc trước em xe em đổ cái 50 đồng mà là lúc cán bình luôn, chạy cả tuần. Mà tại sao bây giờ ông cho Biden lên đó là coi em đổ 85 đồng mà không đầy bệnh. Cái đó cái thứ nhất. Và cái thứ hai bây giờ chẳng hạn như cái túi 15 này nè,
em ví dụ luôn, cái túi 15 này là bây giờ ông cho mình hình lên á, một lần mình đi vô chợ là 5 cent một cái, bất kỳ một cái chợ nào. Hoặc thôi nha, mình đi vô chợ mình mua một món đồ, chẳng lẽ anh nắm cái món đồ trên tay anh đi ra xe, đúng không? Thì buộc anh phải bỏ cái món đồ vô túi 15 một cái tiền, mà vô mà nó hỏi luôn, nó hỏi thẳng bây giờ mày cái đựng túi 15 không, nếu mà đựng túi 15 sao phải trả 5 cent. Thì bây giờ một lần anh đi vô chợ, anh đâu phải coi như anh phải mua mua thêm một đồng túi. 2 đồng đâu, à Mua thêm cái túi đúng nữa. không? Đó, một lần anh vô chợ là anh đâu phải là anh mua mà 5 đồng 10 đồng, anh phải mua từ 50 đổ lên tới 100. Mà ví dụ bây giờ anh Chợ mua hay siêu thị 1.000 anh? đi, Chợ mày hay biết bao nhiêu túi không? anh Hà, anh Hà Chợ, anh Hà anh cái đó là chợ anh vào chợ hay là siêu thị, hay là siêu thị chợ hả? Ok, vào còn chợ dạ bà sẽ tại không mua. tại tại biết sao em hỏi này không? Biết sao em hỏi này không? Tại vì nếu nếu là chợ đó, nếu là chợ thì Việt Nam đó là hoàn toàn miễn phí, còn siêu thị cũng vậy, siêu thị cũng hoàn toàn miễn phí, nhưng mà siêu thị ở Việt Nam á, thí dụ họ có thêm một cái loại giỏ riêng, nó chắc chắn hơn. Ví dụ mà khách khách có nhu cầu mua thì họ vẫn bán, chứ còn bình thường là vật phẩm đồ mình mua trong Đúng. đó ra thì siêu thị họ vẫn có những cái túi đó, vẫn hoàn toàn bình thường. Và nhân tiện ở đây thì có một cái vị khách ở dưới có đặt một cái câu hỏi cho anh thế này, thì em xin thuật lại. Xin phép được hỏi anh khách mời, anh đánh giá thế nào về sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, và anh thấy xã hội Việt Nam và vị thế của Việt Nam hiện nay như thế nào? Đó, đó là vị khách mời dưới hỏi hỏi anh đó. Ok. Rồi rồi, ok. Bây giờ em sẽ trả lời cái anh khách ở dưới đặt, tại em không có thấy comment. Ok, nói về mà năm 2006 á, nói về năm 2006 á, theo cái sự khách quan của em nhìn cảm nhận á, cái đất nước Việt Nam mình á là đồng ý, có các nơi là phát triển đường xá ok. Đó là theo cái sự cảm nhận của em năm 2006. Từ 2006 đổ tới bây giờ thì hoàn toàn em không biết. Hoàn Chưa về. toàn em biết, À nhưng chưa mà em về. thấy cái đất nước Việt Nam mình nó là đang có phát triển, thì theo cái sự cảm nhận của em là có đang phát triển đó. Thì em biết là em nói biết, còn không em nói không, tại vì cái chính phủ Đúng nào rồi. ai cũng muốn cho một người dân mình có một cái sự ấm no, không có muốn người dân mình phải khó khăn gặp nhiều cái chuyện mà hồi này cái nọ, không ông chúng phủ nào mà muốn như vậy. Thấy không? Mà có những anh chị em ở bên trong hội ngoại này họ tự xưng coi tôi là chống cận cộng cực đoan, rồi đảng cộng sản không lo cho dân, giết hại dân, nhưng thật sự là cái đó là cái tôi không thể chấp nhận. Cái gì đúng mình cho đúng, cái gì sai là mình cho sai, nhưng mình phải nói hiện tại đây, mình đừng đem ba cái chuyện mà quá khứ ra để mình bươn móc rồi mình gọi lại cái sự nỗi đau cho mọi người. Không, tôi không có thích vậy. Nhưng mà thật sự tôi cảm thấy là cái đất nước Việt Đồng ý Nam với mình anh. nó phát triển đó. Có. Với lại thế Đó. này nè anh, anh Hà nè, tức là ở đây có cái phần câu hỏi của khách mời có một đoạn thế này, tức là có thể là anh chưa về, đúng không? Đúng đúng là anh chưa về Việt Nam, anh chưa thấy rõ, nhưng anh sống ở ít Dạ. ít nhiều gì anh cũng cập nhật tin tức, và anh cũng xem đâu đây đâu đó kênh đài báo này Dạ. kia, thì anh thấy á, theo anh thấy Dạ. cái vị thế của nước Việt Nam chúng ta hiện tại á, nó như thế nào, như thế nào so với cái ở khu vực hoặc là so với thế giới, cái, tức là cái tầm tầm ảnh hưởng Nói chung theo anh thấy. nói chung ra cái địa lợi, theo cái địa lợi mà đất nước Việt Nam mình nó rất là tuyệt vời, nó rất là ngon anh. Tại sao có nhiều nhiều các nước họ lại muốn vô đất nước Việt Nam mình đầu tư làm ăn này cái nọ, thấy không? Tại cái đất nước mình nó là cái quen biển á, nó có địa lợi mọi mặt hết anh, thấy Không không? không anh, Thì em không anh, thì cũng mong muốn không 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 phải là mình nói về vị trí địa lý, không phải mình nói về vị trí địa lý hay là cái địa lợi như nói, tức là anh nói là cái tầm ảnh hưởng, nói chính xác hơn là ví dụ như là bà hiện tại nè, là Đảng Cộng sản là lãnh đạo Việt nước Việt Nam bao nhiêu năm qua đúng không? Thì tới giờ phút này nè, em nói ví dụ nha, em nói ví dụ đi. Thí dụ như là cách Rồi. đây 30 năm đúng không? Cách đây 30 năm có thể nói về Việt Nam á thì đâu đó có nhiều người họ không biết, đúng là họ không biết, họ thậm chí họ không biết Việt Nam là nước nào, quốc gia nào và ở đâu. Nhưng mà thí dụ có thể bây giờ
Khi nói về Việt Nam thì hầu như là tất cả các nước trên thế giới họ đều biết Việt Nam là một quốc gia như thế nào như thế nào. Tức là cái sự ảnh hưởng cụ thể như anh vừa rồi, những năm vừa qua anh thấy cái vị thế của Việt Nam chủ trì những cái vai trò chủ tịch của Liên Hợp Quốc hay là chủ tịch của ASEAN đó, đó. Đại khái nó là như vậy đó. Làm sao mình so sánh 30 năm về trước được? Không, không, không. Dù muốn không, có dù bây giờ không, không phải so sánh. Nó phát triển ngon lành mà. Đó, 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 vấn đề đó. Ý là không phải mình so sánh, nhưng mà ý em hỏi á, là với anh á, cái ánh nhìn của anh á, anh cảm nhận như thế nào về cái điều đó thôi. Chứ không phải là mình mang thì hai cái mốc lịch sử ra để mình so sánh. Đúng rồi. Chào anh Nhi. Em thấy nó đang phát triển rất là tuyệt vời. Dạ. Thấy không? Nó đang phát triển rất là tuyệt vời. Dạ. Dạ, hơn 30 năm về trước chứ, bây giờ nó rất là ngon chứ. Tại sao bây giờ người dân họ đi làm ăn là có cơ sở, coi như là này kia nọ. Thấy không? Làm sao mà so sánh 30 năm về trước? Tại 30 năm về trước là đất nước mình đang chiến tranh coi như là này kia nọ, làm sao mà so sánh được hiện bây giờ? Bây giờ là đất nước mình nó có cái cơ sở làm ăn tôi đem đến cho mọi người dân, đúng không? Bây giờ là nó rất là tuyệt vời, nhiều gấp cả trăm lần 30 năm về trước cho anh dẫn hoài. Nhưng mà tôi mong muốn rồi khách mời ở dưới, khách mời ở dưới lại hỏi anh thêm một câu nữa, anh nghĩ thế nào về chủ trương đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi đồng bào hải ngoại là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam đó? Thì nói chung ra thì em đỡ lại cho cái anh chị khác lên trả lời đi. Rồi cái này á thì nói chung ra em cũng muốn đụng chạm, thấy không? Nhưng mà luôn luôn lúc nào trong lòng em á, hiểu. Là coi như đất nước mình mà mấy ông lãnh đạo hiện bây giờ mấy ông có một cái đường lối mà ông đi là mấy ông muốn cho nó tốt lành cho cái đất nước mình, nó càng ngày đem đến cho người dân có cái quyền lợi phát triển tương lai sắp tới nữa. Theo và nó phát triển tới đó nữa thôi. Chứ em cũng không có muốn mà cái anh chị mà ở bên Mỹ này hay là bên Tây Phương này á, đừng có chổi cái mỏ vô đất nước Việt Nam mà nói là này kia nọ, em không có chấp nhận vậy thôi. Còn đường lối em hồi trước kia á, em có một cái sự sai trái gì em cảm nhận, đừng có nghĩ rằng là em quay đầu hay là này kia nọ, em không thể chấp nhận. Luôn lúc nào quê hương nơi em chào đời là cái chỗ đó tốt cho em thôi. Còn em đừng có nói em sống ở bên này đi theo bên đây em coi đất nước mình mà mình phải nói xấu đất nước mình, điều đó em phản đối. Rồi em cảm ơn anh nha. Cảm ơn Đức Kem. Thì trước khi Lâm Hà xuống Lâm Hà nói là một câu rất là đơn giản. Muốn anh chị ở trong quê nhà đừng bao giờ nghe bất kỳ ai ở bên đây, đừng nghe nữa. Hãy làm cuộc sống cho mình, đừng có nghe xuyên tạc hay đừng có nghe nữa. Mày phải lật đổ Đảng Cộng sản là tao lo cho gia đình mày. Không có đâu, đừng nghe. Mình hãy lo cho mình đi, đừng nghe bất kỳ ai, cũng đừng có lên đây được rồi nghe người ta kích động xúi dạ là điều đó không tốt. Đó là theo như Lâm Hà nghĩ. Ok, cảm ơn anh nghe, cảm ơn quý chị em. Giờ em phải đi chuyện rồi. Cảm ơn. Cảm ơn Lâm Hà.